mọi người ăn like chưa ạ? Rồi. Quỳnh Ngân xin chào cả nhà Facebook gần xa. Chào bạn bè Facebook gần xa nè. Mọi người đã like chưa? À, chắc ráng đợi chút xíu cho bạn bè mình online đầy đủ đã rồi mình mới bắt đầu ha mấy bạn nha. Chờ thêm chút xíu nữa. À, xin chào Nguyễn Đức Tính nè, chào bạn nha. À, chào Tâm Trần. Chào anh Quách. À, cảm ơn Huyền nè ha. Cảm ơn anh Quách. À, thời tiết hôm nay nắng đẹp nha Trung nha. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, không có mưa buồn. À, cách nhau 12 tiếng nha Tính ơi. Ở bên này ví dụ như bên đó mà là 8 giờ tối thì là bên này là 8 giờ sáng nha. 12 tiếng. Nhưng mà thời tiết sẽ thay đổi theo năm, thay đổi trong năm. Tâm Trần nè. À, tình hình Việt Nam giờ đang mưa lớn hả? Không, bên này nắng đẹp nha. Bên này nắng đẹp, không có mưa. Cách nhau 12 tiếng, nhưng mà 6 tháng trong năm là cách nhau 12 tiếng, còn 6 tháng trong năm là cách nhau 13 tiếng. Ví dụ như 6 tháng đầu năm thì nó sẽ là 12 tiếng, nhưng mà 6 tháng cuối năm nó sẽ là 13 tiếng. Đó. Thì tùy theo cái thời tiết thôi. Chào chị Trinh. Mọi người online đủ chưa không biết nữa, bắt đầu được chưa ha? Bắt đầu được chưa ta? Cũng con chung tình. Thấy hóng quá trời rồi nè. Chào Hưng Huỳnh nè. Chào cúng con nè. Chào Phương. Trời nghĩ sao vậy, em dạy lại chị nha Quế Phương nha. Hai Lê Nguyễn Thanh Bảo. Chào Lê Mai nè. Hân Huỳnh tới nửa sau nha. Bây giờ là giờ tiếng Anh không có bán hàng. Không có bán hàng bây giờ nha. Tới nữa đi. Đợi xíu. Rồi. Bắt đầu được chưa mọi người? Bắt đầu được chưa? Cho cái like đi để mình biết mình bắt đầu. Cảm ơn bạn cúng con khen mình có cái đồng tiền. Cảm ơn Lê Mai khen mình xinh nha. Còn khen giọng xinh nữa chứ. Cảm ơn. Rồi. Rồi ok, bắt đầu nha. Xin chào Trần Lực nè. Thì mình bây giờ mình xin bắt đầu luôn ha. Thả ngàn tim. Mình xin bắt đầu luôn. Thì như mình có nói á, là hôm nay không có liên quan gì tới thuốc thang, vitamin hay là collagen gì ở đây hết. Mà hôm nay nó sẽ là một cái livestream về học tiếng Anh miễn phí. Với lại mình chia sẻ cái
cái tài liệu, cái bộ tài liệu tiếng Anh miễn phí. Thì mình cũng xin xin nói luôn là cái bộ tài liệu này của mình là mình rất là quý giá nha. Nó theo mình bao nhiêu năm, từ cái ngày mà mình còn chưa thi đại học cho tới bây giờ. Chị mà trước ở Việt Nam thì mình đã chia sẻ cho một số bạn học viên của mình rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người luôn. Tại vì bây giờ mình đâu có còn dạy bên đó nữa mà để mà chia sẻ cho học viên nữa đâu. Cho nên là bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả bạn bè theo dõi cái livestream này luôn ha. Thì bạn nào theo dõi livestream của mình á, nhớ để lại cái email để mà mình, sau khi mà mình kết thúc cái livestream thì mình sẽ tổng hợp email và mình gửi cái bộ tài liệu một lần nha mấy bạn. Thì cái bộ tài liệu này mình rất là quý. Đó. Rồi, các bạn cứ cho mình cái email ở bên dưới, comment cái email giùm mình ở bên dưới thì sau khi livestream mình sẽ tổng hợp và mình cho cái bộ tài liệu này nha mấy bạn nha. Rồi. Rồi một lần nữa nè, Quỳnh Ngân xin chào tất cả bạn bè Facebook gần xa nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của mình ngày hôm nay nha. Như một số bạn bè cũ và học viên cũ đã biết thì mình cũng xin giới thiệu tới các bạn Facebook mới, các bạn bè mới chưa có biết là Ngân dạy tiếng Anh ở Việt Nam là 5 năm rồi. Đó. Thì mình cũng mở câu lạc bộ tiếng Anh và hoạt động trong cái lĩnh vực câu lạc bộ tiếng Anh, cà phê tiếng Anh là 3 năm nữa, là 3 năm. Đó, thì trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng cũng có làm hướng dẫn viên du lịch tự do nè, rồi cũng có làm thông dịch viên cho một số cái dự án, với lại cũng là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thì vì cái tính chất công việc của mình nó cộng đồng như vậy. Cảm ơn Đức Chuyên nè. Rồi, vì cái tính chất công việc của mình nó cộng đồng như vậy á, nó hoạt động đám đông như vậy, số đông như vậy, cho nên là mình cũng rất rất là may mắn có cái cơ hội được tiếp xúc với nhiều cái thành phần khác nhau trong xã hội, nhiều cái rất là nhiều người đến từ các cái quốc gia khác nhau trên thế giới. Đó, cho nên là mình cũng có một số cái kinh nghiệm nhất định trong cái lĩnh vực này. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ tới tất cả bạn bè, anh chị, cô chú ở đây. Thì đó cũng là một cái niềm vui của mình khi mà chia sẻ những cái gì mình có cho đến tất cả mọi người cần ha. Rồi, nhìn chung á các bạn, cái xã hội này nè, nếu như mà các bạn càng đi ra ngoài xã hội, không có gì nha Nguyễn Hana, càng đi ra ngoài xã hội á, các bạn sẽ gặp nhiều người và nhiều người giỏi vô cùng, giỏi lắm. Họ giỏi trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhiều cái mảng khác nhau. Cho nên là chúng ta chỉ là những cái hạt cát giữa sa mạc, những cái giọt nước giữa đại dương mênh mông thôi, chứ cũng không có cái gì mà to tát cả. Nhưng mà tuy nhiên á, nếu như mà ai mà có cái kinh nghiệm, có cái tài năng năng khiếu ở một cái mảng nào đó mà chia sẻ tới người khác á, cái việc học hỏi lẫn nhau thì nó vô cùng là cần thiết và đáng trân trọng nha mấy bạn. Và mình cũng hy vọng là mình học được tất cả các bạn nhiều cái thứ khác nữa, chứ không có riêng gì cái mảng mà mình đang chia sẻ cả. Thì đó cũng là cái lý do của buổi livestream hôm nay. Và mình rất rất là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi cái livestream này. Thì mình cũng xin nhắc lại, nó chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn ai đồng ý thì cùng nhau chia sẻ học hỏi. Còn ai mà phản bác thì cứ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của các bạn vào một cái dịp khác thì nó không có sao cả và cũng không có cần phải tranh cãi cái gì ở đây nha mọi người. Rồi, thì bây giờ mình cũng xin bắt đầu luôn nè. Rồi, đầu tiên cho mình hỏi là các bạn có thấy tiếng Anh quan trọng không ạ? Vậy thì các bạn học tiếng Anh có cái mục đích gì?
Tại vì nhiều người học tiếng Anh nó có mỗi cái mục đích riêng khác nhau. Rồi, một cái vấn đề nữa, câu hỏi thứ hai là các bạn học tiếng Anh như thế nào? Có ai comment ở đây giùm mình được không? Mình chia sẻ trao đổi ở ngay tại đây luôn. Thì các bạn học tiếng Anh nhằm cái mục đích gì, với lại các bạn học tiếng Anh như thế nào? Comment giùm mình để mình bắt đầu mình theo dõi mấy bạn nhé nha. Quế Phương nói là mục đích là kiếm chồng Mỹ. Mình đồng ý nha mấy bạn, mình đồng ý cái quan điểm này. Các bạn lấy chồng nước ngoài thì các bạn cũng phải biết tiếng Anh để mà các bạn giao tiếp, thì cuộc sống của các bạn nó mới hạnh phúc được chứ. Làm sao các bạn không biết tiếng Anh mà mấy bạn lấy chồng Mỹ được, đúng không? Không riêng chồng Mỹ, tất cả các nước khác thì mình đồng ý nha. Rồi, có bạn thì muốn đi dạy tiếng Anh và làm phiên dịch như mình. Có bạn thì nói cực kỳ quan trọng, có mình là chạy taxi. Đó, thì mình chốt lại cái vấn đề tiếng Anh nó cực kỳ quan trọng mấy bạn. Nó giúp cho chúng ta hội nhập được thế giới. Các bạn có thể đi du học nè, du lịch nè, làm phiên dịch nè, tăng cái nguồn thu nhập của các bạn lên. Rồi các bạn sẽ trở thành một cái công dân, con người toàn cầu. Khi mà các bạn biết được tiếng Anh thì thế giới nó phẳng hơn. Các bạn có thể đi mọi nơi. Thi bằng B, ra trường mà rớt 10 lần mới đậu. Không có sao nha anh Đức Chuyên, em cũng rớt lên rớt xuống. Nhưng mà nó có nhiều cái trouble trong đó thì bắt đầu em sẽ chia sẻ sau này nè. Đó. Phục vụ công việc cảm thấy tự tin rất nhiều khi có tiếng Anh. Đúng rồi, chính xác nha. Rồi, các bạn đều biết cái tầm quan trọng của tiếng Anh rồi ha. Như vậy bây giờ cho mình biết đi, cho mình biết là các bạn học tiếng Anh ở đâu và học như thế nào. Bây giờ mọi người comment cho mình biết là các bạn học tiếng Anh như thế nào và học ở đâu, để mà mình nắm được cái sự việc nó diễn ra như thế nào, để mà mình chia sẻ góp ý với tất cả mọi người nè. Mọi người chia sẻ giùm mình là có một số bạn đang học tiếng Anh thì mấy bạn đang học ở đâu và mấy bạn học như thế nào. Đó, thì các bạn comment cho mình biết với. Comment cho mình biết là mấy bạn học tiếng Anh ở đâu và học như thế nào nha. Rồi, mình cũng xin chia sẻ luôn nha. Nó có ba cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Thứ nhất á, thì các bạn có một cái bạn tâm trần comment là học trên mạng cái English for you, cái English for you, ok, đúng rồi, học trên mạng cũng là một cái phương pháp nha mấy bạn, nó cũng là một cái phương pháp tương đối rất là tốt đó. Rồi, Ngọc Beo hỏi là cho hỏi phương pháp học tiếng Anh, học hết mấy tháng, học YouTube của thầy Candy Nguyễn. Quế Phương thì là tự học, kiếm người nước ngoài mà nói chuyện trực tiếp hoặc là online, còn tự rèn ngữ pháp và từ vựng. Đúng rồi, nói chung phương pháp nào cũng là phương pháp cả mấy bạn, phương pháp nào cũng đúng hết. Rồi, bây giờ thì mình cũng nắm được tình hình là như vậy ha. Bây giờ mình sẵn là mình có ba cái vấn đề mấu chốt mà muốn chia sẻ với các bạn ha. Thứ nhất, nếu các bạn đủ giàu, ba mẹ các bạn cho các bạn đi học trường quốc tế ngay từ khi còn nhỏ, từ cái thời mà kindergarten cho đến là elementary, cho đến là middle school hay là high school, university or college, thì cái đó là no comments ở đây nha, không có cần comment ở đây nữa. Tại vì nếu như mà các bạn đủ giàu á, thì lúc này là các bạn ở đâu đâu rồi, không có cần ngồi đây nghe mình chia sẻ nữa. Tại vì mình đã có rất là nhiều các bạn học viên của mình từng là học viên trường quốc, là học sinh trường quốc tế, chẳng hạn như là quốc tế Mỹ nè, quốc tế Canada, quốc tế Á Châu, trường Đinh Thiện Lý, đó là những cái bạn con nhà giàu.
thì các bạn tự nhiên các bạn có môi trường, các bạn đã giao tiếp giỏi rồi, các bạn chỉ cần nhờ mình support cho cái phần grammar và reading thôi, chứ các bạn không có cần cái phần mà speaking and listening nữa, tại vì các bạn đã đủ giàu và có cái môi trường rồi. Bạn Phúc Châu hỏi sao học vài không biết học hoài không biết sao cô. Rồi cái vấn đề thứ hai, nếu các bạn đủ giỏi thì chắc các bạn cũng không cần ngồi đây nghe mình nói nữa, tại vì các bạn cũng đang ở cái top đầu đầu ở trên thế giới rồi, chứ không có còn ngồi đây nữa. Thì cái đó là các bạn học rất là giỏi, học trường chuyên, học những cái lớp chuyên, thì cái lúc đó các bạn đã có môi trường sẵn rồi, các bạn không cần nữa. Đó. Cái vấn đề thứ ba, nếu các bạn có đủ ý chí thì lúc đó các bạn cũng không cần nhờ mình nữa, tại vì các bạn đã tự biết phải làm như thế nào nếu như các bạn có đủ chí chí. Đó. Dạ đúng rồi chị Trà My ơi, em là em hồi trước em có dạy tiếng Anh ạ, ở Việt Nam. Rồi. Như vậy thì khi mà các bạn ngồi ở đây thì các bạn không nằm trên ba cái top ở trên. Đó. Cho nên các bạn mới ngồi đây nghe mình. Rồi. Bây giờ mình sẽ chốt lại cái vấn đề là học như thế nào nè. Các bạn học tiếng Anh là phải có môi trường các bạn. Các bạn phải nói hàng ngày, nghe hàng ngày, giao tiếp hàng ngày thì các bạn mới có thể là giao tiếp được. Phát âm. Có một cái bạn nói là tệ phát âm, nghe rất dở nhưng mà từ vựng nhìn thì nhớ liền. Rồi, mình sẽ nói cái vấn đề ở đây. Thứ nhất, các bạn học tiếng Anh là phải có môi trường. Thứ hai là các bạn không có quan tâm đến cái phần phát âm nha. Không cần phải quan tâm đến cái phần phát âm. Tại vì trên thế giới có mấy trăm quốc gia khác nhau. Chỉ có không có tới 10 quốc gia là nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Nó như là tiếng Anh Mỹ nè, Mỹ là nói tiếng Anh bản ngữ nè, nước Anh, các cái nước thuộc cái khối Liên Hiệp Anh là nói tiếng Anh là giọng Anh nè. Rồi ngoài ra có tiếng Anh Úc, tiếng Anh New Zealand và Ireland, South Africa. Rồi, thì các bạn không cần phải quan tâm đến cái phần phát âm nha. Nếu như mà các bạn quan tâm quá đến cái phần phát âm thì có thể là các bạn không có tập trung vào cái phần nghe nói được đâu. Ví dụ như người ta nói tiếng Anh giọng Singapore thì làm sao mà bản ngữ được. Cũng giống như là người Việt Nam mình nói tiếng Anh, người Pháp nói tiếng Anh, người Ý nói tiếng Anh. Đó. Tất cả các quốc Hàn Quốc, Nhật Bản cũng phải đi học tiếng Anh thì tại sao các bạn phải quan tâm quá đến cái phần phát âm? Không cần. Theo mình là không cần. Nếu như mà các bạn tập trung quá nhiều vào cái phần phát âm, nó chỉ giết thời gian và tốn thời gian của mình thôi. Cho nên là nó làm cho các bạn càng mất tự tin nơi nữa, tự ti thêm nữa. Cho nên là bỏ qua cái phần phát âm luôn. Phát âm chỉ dành cho những cái bé đang còn học ở trên nhà trường. Từ cấp 2, cấp 3, mấy bé muốn luyện giọng cho thành người bản ngữ. Ok, cái phần đó mình không có thành vấn đề. Nhưng mà người lớn như mình, như các bạn thì không cần. Bỏ qua luôn cái phần phát âm nha. Cái này mình xin nhắc lại hai vấn đề chính mà mình muốn chia sẻ. Thứ nhất, các bạn muốn nói tiếng Anh giỏi thì các bạn phải cần môi trường. Các bạn phải, một là kiếm cái môi trường để mình tham gia. Thứ hai là phải tự tạo ra môi trường cho mình. Thứ hai, không cần phải quan tâm đến cái phần phát âm. Người Việt mình nói tiếng Anh vẫn rất hay hơn người Pháp, hay hơn người Nhật, hay hơn người Trung Quốc, hay hơn người Hàn Quốc rất là nhiều. Cho nên các bạn cứ tự tin đi nha. Đó. Không có cần phải quan tâm quá đến cái phần phát âm đâu. Rồi. Như vậy hồi nãy giờ mình xoay quanh một cái vấn đề là nếu muốn học tiếng Anh giỏi là phải có môi trường. Em cảm ơn chị Loan nha, chị Loan. Đúng rồi em. Không cần phải tập trung vào phát âm. Mình rồi. Hồi nãy giờ mình có tập trung vào hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là cần môi trường nói tiếng Anh. Thứ hai là không cần quan tâm đến vấn đề phát âm. Như vậy bây giờ các bạn tìm cái môi trường đó ở đâu nè? Có phải một số bạn là tham gia một số cái câu một số cái trung tâm tiếng Anh như là IELTS, VUS, Wall Street, Không Gian, Dương Minh, Thần Đồng này nọ kia, đúng không? Có đúng vậy không?
thì mình cũng cũng xin chia sẻ kinh nghiệm cho mấy cái cho các bạn biết nha. Các cái trung tâm tiếng Anh nó chỉ một phần nào đó thôi mấy bạn, nó không có giải quyết được cái vấn đề tiếng Anh của mấy bạn đâu. Học viên của mình là đa số là học viên ra bỏ bỏ ngang các cái trung tâm đó đó các bạn. Học viên của mình sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, đóng biết bao nhiêu tiền nhưng mà stop and run to me. Đó, thì mình cũng cũng nói cho mọi người biết là các cái trung tâm đó chưa chắc đã đem lại cho các bạn một cái kết quả hay đâu nha. Nhưng mà cái môi trường là quan trọng. Như vậy các bạn phải tự tạo cái môi trường cho mình. Sao mấy bạn không tập hợp các bạn bè với nhau nhóm 4-5 người đi, rồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Trích ra cái quỹ thời gian của mình mỗi tuần, 1-2 buổi gì đó tập hợp với nhau. Đó, nếu như mà các bạn không có tập hợp một cái nhóm như vậy được á, thì sao mà không có ra cái khu phố Tây ở ở công viên 23 tháng 9, khu phố Tây Bùi Viện của mình đi. Ở đó ha, tập trung hàng ngàn người nước ngoài đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới, không riêng gì Anh, Pháp, Mỹ nè, mà còn Hàn Quốc, châu Á, châu Phi, Ấn Độ, đủ các thể loại hết. Nếu như mà các bạn tiếp xúc với càng nhiều người đến từ càng nhiều các quốc gia trên thế giới thì các bạn có thể improve cái kỹ năng nghe của mình. Ngoài ra còn có thể tập nói được rất là nhiều, mà sao các bạn không có ra đó đi, ra đó đi nha. Quen rồi mà anh quá đâu có. Rồi các bạn ra đó đi, tìm cái môi trường cho mình, rồi học tiếng Anh thì các bạn phải có thời gian. Phải có thời gian chứ không thể nào mà ôi mình học tiếng Anh mà mình muốn là sau 1 tuần, sau 1 tháng, sau 2 tháng là mình nói được tiếng Anh như là các bạn đó. Không có được nha mọi người. Các bạn phải có một cái thời gian, ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, ngày nào cũng như ngày đó, phải kiên nhẫn tuần qua tuần, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi các bạn mới nói được lận. Ví dụ các bạn đi ra cái phố Tây đó, các bạn bắt chuyện với người nước ngoài rồi nói, ví dụ như hôm nay mình bắt với người này mình cũng nói bấy nhiêu đó, ngày mai mình bắt chuyện với người khác mình cũng nói bấy nhiêu đó, cứ bấy nhiêu đó mình nói qua nói lại, nói lên nói xuống, nói vòng quanh, thì mấy bạn quen dần rồi mấy bạn có thể không có còn sợ cái người nước ngoài nữa thì mấy bạn mới bắt đầu nói tiếng Anh được lận đó. Như vậy hồi nãy giờ mình có chốt lại cái vấn đề là mấy bạn tập trung đi ra cái công viên 23 tháng 9 nè, tập trung đi ra phố Tây Bùi Viện nè, ngày nào cũng như ngày đó, phải có cái độ siêng nhất định nè, thì cái kỹ năng tiếng Anh của mấy bạn mới lên được lận. Tiếng Anh mà mấy bạn cứ chăm chăm vào cái kỹ năng đọc viết thì làm sao mà mấy bạn nghe nói giỏi được, đúng không? Cho nên là mình nhắc lại một lần nữa là phải tự kiếm môi trường cho chính mình. Các cái câu lạc bộ tiếng Anh người ta tổ chức hàng tuần đó, join đi, các bạn tham gia đi. Đó, vậy thì bây giờ không có cần nói nhiều nữa, nói qua nói lại thì cũng là phải tự thân các bạn thôi. Các bạn có học ở đâu đi nữa thì các bạn cũng phải tập nói nhiều lên, ngày nào cũng phải nói. Thì là chốt lại, xách dép, xách ba lô lên, đi liền. Chứ không có ngồi ở nhà nữa. Ngồi ở nhà mà làm sao mà nói tiếng Anh giỏi được, đúng không? Không có sợ phát âm sai nha cúng con, không có sợ phát âm sai. Thật ra mình cũng phát âm sai lên sai xuống đó thôi. Nhưng mà quan trọng là hợp đồng nào mình giải quyết cũng xong, giấy tờ nào mình làm cũng được, cái đám đông nào mình chung vô cũng xong. Cái vấn đề là ở chỗ đó. Các bạn, cái thành quả của cái việc học tiếng Anh là các bạn giao tiếp thành công, chứ không phải là các bạn phát âm tiếng Anh nó có giống người Mỹ, người Anh, người Úc gì hay không, đúng không? Chính xác chưa? Đó. Rồi hồi nãy giờ nói nhiều quá rồi, bây giờ có ai có ý kiến gì hồi nãy giờ mình nói không? Quốc Nguyễn không có học tiếng Anh nhanh được đâu nha. Quốc Nguyễn không có học nhanh được. Ít nhất là phải có một cái khoảng thời gian nhất định chứ không có học nhanh được đâu nha. Mọi người cho mình cái email để mà mình gửi cái tài liệu miễn phí nha.
cái phần tài liệu của mình. Quanh đi quẩn lại hồi nãy giờ mình nói là các bạn phải tập nói hàng ngày hàng giờ. Tập nói hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà muốn đặt được một cái câu thì cũng phải có một chút ngữ pháp. Chứ nếu như mà không có ngữ pháp thì làm sao mà đặt nổi một câu tiếng Anh. Nhiều cái trung tâm tiếng Anh người ta nói là thôi bỏ qua cái phần ngữ pháp đi, không có được đâu nha. Bỏ qua cái phần ngữ pháp là không có nói câu được nha, không có có nói câu nói từ được đâu. Nói chung là mình phải học song song. Thì mình sẽ cho các bạn cái hệ thống toàn bộ cái ngữ pháp để mà các bạn đặt câu. Còn bất cứ một cái thắc mắc gì thì có thể inbox hoặc là email cho mình sẽ giúp đỡ trả lời cho các bạn. Nếu như mà các bạn có thiện chí nữa. Ok em nha Bảo. Mình sẽ cho gửi email cho các bạn một cái hệ thống toàn bộ cái ngữ pháp tiếng Anh mà mình soạn. Mình soạn rất là đơn giản mấy bạn. Các bạn muốn nói là phải có ngữ pháp căn bản, rồi có bốn từ. Đúng rồi, Quế Phương nói đúng rồi nha. Phải có ngữ pháp mấy bạn, và phải có bốn từ. Các bạn phải học từ vựng nè. Download về điện thoại của mình cái phần mềm từ điển. Bây giờ cái thời buổi bây giờ nó hiện đại quá rồi mà sao mấy bạn không tận dụng đi. Download về cái điện thoại của mình cái phần mềm từ điển, để mà không biết từ nào thì là tra liền nha. Bấm cho người ta đọc lên để mà mình nghe thử người ta đọc cái gì. Trời ơi, thời buổi bây giờ công nghệ số nó thuận lợi quá mà không biết lợi dụng. Đó. Thì là mình tra từ vựng liền, biết càng nhiều từ vựng càng tốt. Mình cho cái hệ thống ngữ pháp để mà mấy bạn nắm được đặt câu. Rồi nhớ là phải đi ra ngoài phố ngoài kia. Phải đi ra đi kiếm cái người nước ngoài đi. Không người nước ngoài thì ít nhất cũng phải là một cái rep Việt Nam để mà nói. Không có nói là không có học được đâu. Đừng có hỏi tại sao nha. Nếu như mà cảm thấy không có kiếm được người nước ngoài, không có kiếm được bạn trong group thì gọi điện cho mình đi, gọi điện cho mình nói tiếng Anh. Mình nói không phải hay ho gì hết trơn á, nhưng mà vấn đề nào mình giải quyết cũng xong, vấn đề nào tiếng Anh mình giải quyết cũng được. Tóm lại là vậy. Ok ha. Bây giờ mọi người có cần thêm câu hỏi nào nữa không? Có thêm câu hỏi nào nữa không? Đúng rồi, chính xác. Đó, cúng con là nói là thiếu môi trường. Ok nha. Mọi người cứ cho mình cái comment ở bên dưới đây. Cho mình cái comment ở bên dưới để một là mình biết cái tài khoản Facebook, hai là mình biết cái địa chỉ email. Cái địa chỉ email để mình gửi tài liệu. Thứ hai là để mình gửi cái một số cái link câu lạc bộ tiếng Anh qua cho mấy bạn để mấy bạn có thể đi câu lạc bộ tiếng Anh hàng ngày nè. Hàng tuần. Thì trong ở Sài Gòn mình có rất là nhiều câu lạc bộ tiếng Anh hoạt động vào các ngày trong tuần nha mấy bạn. Rất là nhiều câu lạc bộ tiếng Anh. Thì mình sẽ gửi cái link câu lạc bộ tiếng Anh đó qua cho mọi người join. Rồi, mọi người đúng rồi, Quế Phương nói đúng rồi đó. Mọi người cũng có thể kiếm app để mà nói chuyện, trò chuyện với người nước ngoài nè. Đầu tiên mình trò chuyện bằng typing trước. Xong rồi, sau đó thì mình có thể call hoặc là call videos. Đó, thì có rất là nhiều cách khác nhau. Thì mọi người cứ cho mình cái email với lại comment bên dưới để tí nữa mình tạo group, mình viết cho các bạn, mình gửi thông tin.